VinFast từ khi hoạt động tới nay lỗ hay lãi? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Story Thành Công. VinFast của tập đoàn Vingroup không còn là cái tên quá xa lạ đối với chúng ta khi được xem là thương hiệu xe ô tô made in Việt Nam đình đám được nhiều người ưa dùng. Vậy đã bao giờ bạn thắc mắc VinFast từ khi hoạt động tới nay lỗ hay lãi và con số đó là bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần dựa vào các báo cáo tài chính của VinFast được công bố từ trước đến nay, hay cụ thể hơn là theo dõi trong video số này. Tổng quan về VinFast. VinFast, tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast, là một công ty sản xuất ô tô và xe máy điện thuộc tập đoàn Vingroup của Việt Nam. Được thành lập vào năm 2017, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hải Phòng. VinFast được thành lập với mục tiêu trở thành một thương hiệu ô tô và xe máy điện hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Người sáng lập của VinFast là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam. Giám đốc điều hành hiện tại của hãng là ông James Benjamin DeLuca. Được biết, logo của VinFast được thiết kế và thực hiện bởi hai studio hàng đầu trên thế giới. Biểu tượng chữ V nằm ở phần đầu của xe VinFast có thể tượng trưng cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó có thể biểu thị cho Việt Nam, Vingroup hay VinFast. Đặc biệt, thiết kế chữ V với dạng vươn lên tạo ra một hình ảnh sang trọng và tinh tế, thể hiện tinh thần mạnh mẽ hướng đến mục tiêu và ước mơ của thương hiệu. Dù mới ra đời nhưng VinFast đã thu hút được sự chú ý của công chúng bởi các sản phẩm của họ có thiết kế hiện đại, sang trọng, sử dụng công nghệ tiên tiến và có giá cả hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. VinFast kinh doanh sản phẩm gì? Hiện tại VinFast đang phát triển hai dòng sản phẩm chính là dòng xe chạy xăng và xe chạy điện. Trong đó, dòng xe chạy xăng được biết đến nhiều nhất là VinFast Fadil, VinFast Lux, VinFast President và VinFast Pre. Ở dòng xe chạy điện, VinFast phát triển 3 dòng sản phẩm chính là xe máy điện, xe buýt điện và xe ô tô điện. Tình hình kinh doanh chịu lỗ của thương hiệu VinFast. VinFast đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển sản phẩm và công nghệ, trong đó bao gồm cả việc mua lại công nghệ ô tô của BMW và sử dụng những kỹ thuật tiên tiến để sản xuất các mẫu xe ô tô và xe máy điện. Thậm chí, tập đoàn còn bán bớt các cổ phần của mình và các công ty con để có đủ nguồn lực tài chính cho VinFast. Khi ra mắt, VinFast đã áp dụng chính sách giá 3-0 cộng ưu đãi, bao gồm không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính, bao gồm lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy và vốn lưu động, và không tính lãi của công ty. Đồng thời, họ cũng ưu đãi khách hàng để hỗ trợ trong quá trình mua xe. Với mức giá khởi điểm 336 triệu đồng, chiếc VinFast Fadil thuộc phân khúc hạng A đã trở thành một lựa chọn cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, khi tính thuế VAT, giá lăn bánh, chi phí bỏ ra với người tiêu dùng bị đội lên không ít, cộng thêm các khoản chi phí phải trả trước khi lăn bánh khiến giá xe ở Việt Nam cao so với thế giới. Như vậy, để sở hữu một chiếc xe nội địa, người tiêu dùng vẫn phải gánh rất nhiều khoản thuê, phí đi kèm, trong khi VinFast vẫn đang chấp nhận lỗ gần 300 triệu đồng một xe. Điều này đã khiến cho VinFast phải đối mặt với áp lực tài chính lớn. Trong những năm đầu hoạt động, VinFast đã phải đối mặt với nhiều thách thức do đặc thù của ngành công nghiệp ô tô, bao gồm cạnh tranh khốc liệt và thay đổi về thị trường vàng mới. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ tập đoàn Vingroup, VinFast vẫn tiếp tục phát triển và tung ra các sản phẩm mới trên thị trường. Theo báo cáo tài chính đầu tiên của VinFast LLC công bố từ khi thành lập, tính đến năm 2019, thương hiệu này có quy mô tài chính 19.459 tỷ đồng và tổng nguồn vốn trên 90.873 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh cho thấy VinFast lỗ ròng 5.702 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE âm hơn 29%. Dự báo này đã được các chuyên gia kinh tế nhắc đến trước đó. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng cho biết sẽ dành khoảng 18.000 tỷ đồng để bù đắp lỗ của VinFast mỗi năm. Ông cũng giải thích rằng giá bán xe thấp hơn mức chi phí sản xuất là nguyên nhân chính dẫn đến việc thương hiệu này chưa đạt được lợi nhuận. Tuy nhiên, tập đoàn Vingroup vẫn quyết tâm đầu tư vào VinFast và chấp nhận gánh chịu lỗ khoảng 300 triệu đồng cho mỗi chiếc xe được bán ra thị trường. Cuối năm 2019,
Vingroup đã bán chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ Vinmart, Vinmart Plus cho tập đoàn Masan để tập trung vào phát triển sản phẩm của VinFast. Đầu năm 2020, VinFast LLC cũng đã công bố số liệu bán hàng tổng hợp với tổng số hơn 17.000 ô tô và 50.000 xe máy điện được khách hàng đặt mua. Mặc dù VinFast gánh chịu lỗ lớn trong năm vừa qua, nhưng tập đoàn Vingroup vẫn có đủ tiềm lực để tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ô tô này nhờ vào sự phát triển của mảng bất động sản. Trong năm 2019, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 403.740 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu trên 120.588 tỷ đồng, tăng lần lượt 40% và 22%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 15.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 7.700 tỷ đồng. Đại dịch Covid đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của nhiều công ty, VinFast cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, để đẩy mạnh doanh số bán hàng, tập đoàn đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bao gồm chính sách mua lại ô tô cũ vào giữa năm và giảm giá đáng kể cho các dòng xe gần đây. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu sử dụng các dịch vụ khác của Vingroup, ví dụ như mua nhà Vinhomes. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm giúp VinFast vượt qua khó khăn và duy trì vị thế của mình trên thị trường ô tô. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 của tập đoàn Vingroup cho thấy giá vốn hoạt động sản xuất tăng hơn 72% so với cùng kỳ lên tới mức 8.413 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, từ trước đến nay, VinFast vẫn đang hoạt động với mức giá vốn cao hơn giá bán, dẫn đến việc ghi nhận lỗ gộp và thu về bằng phân nửa chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, có thể thấy rằng doanh nghiệp đã chấp nhận gánh chịu mức lỗ này vì họ tin rằng đây là đầu tư vào tương lai. Theo một số chuyên gia, VinFast có thể tiếp tục lỗ trong vòng từ 3 đến 5 năm tới và chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của ban lãnh đạo tập đoàn. Cái lỗ trước mắt đã thấy, vậy VinFast lời những gì kể từ khi hoạt động đến nay? VinFast lời những gì? Bỏ qua con số lợi nhuận ngay từ khi hoạt động đến nay, thương hiệu VinFast cũng đã thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia và nhà phê bình xe hơi trên thế giới nhờ những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Red Dot và Giải thưởng Ô tô của Đức năm 2019. VinFast đã định vị thương hiệu của mình là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời thiết lập các liên kết với những hãng sản xuất và kỹ thuật ô tô hàng đầu trên toàn cầu. Nhờ đó, hãng không chỉ đạt được chất lượng tương đương với các thương hiệu ô tô danh tiếng trên thế giới mà còn củng cố hình ảnh của xe ô tô Việt Nam trong lòng người tiêu dùng với tầm nhìn đẳng cấp. Phải công nhận một điều, VinFast luôn có chiến lược truyền thông thông minh và mạnh mẽ, đặc biệt là mạng xã hội và truyền thông truyền miệng. Minh chứng là hơn 80% số người được hỏi đều biết về VinFast và mong đợi sự ra mắt của hãng tại thị trường nội địa. VinFast cũng tích cực khai thác trong các chiến lược quảng cáo. Sự ra mắt của chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam do người Việt Nam làm chủ sở hữu và sản xuất tại Việt Nam tại triển lãm ô tô quốc tế lớn như Paris Motor Show đã tạo ra một cảm giác tự hào vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, VinFast cũng biết cách tận dụng các influencer xịn sò trên thế giới. Tại lễ ra mắt VinFast tại Paris Motor Show, David Beckham đã làm đại diện cho hãng và trở thành một trong những ngôi sao có giá trị nhất thế giới. Sự xuất hiện của anh cùng với Hoa hậu Tiểu Vy, Trần Quang Đại và nhiều sao Việt khác đã tạo nên sự chú ý lớn trong lễ ra mắt. Kết quả là lượng theo dõi buổi ra mắt của VinFast tại Việt Nam và quốc tế đã đạt một con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút từ các influencer này rất lớn và đã giúp nâng cao vị thế của thương hiệu VinFast không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Đến nay, công ty cũng đã mở rộng hoạt động của mình ra các thị trường quốc tế, bao gồm cả châu Âu và Mỹ, thông qua việc nhập khẩu các mẫu xe hơi và xe máy điện của mình. Điều này cho thấy VinFast đang nỗ lực để tạo dựng một hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và được công nhận trên toàn cầu. Nói cách khác, việc thâm nhập vào thị trường ô tô quốc tế và được các khách hàng toàn cầu tin tưởng có thể giúp VinFast đạt được hai mục tiêu cùng một lúc: tăng cường uy tín thương hiệu tại Việt Nam và mở rộng thị trường để tăng doanh số, đồng thời giúp tập đoàn thu hồi vốn nhanh chóng. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để cập nhật những thông tin thú vị khác nhé!